chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Alo. Ôi, Tama ơi. Có lắng gà không? Đây quá. Có lắng gà không? Có tiền mua không? Bao nhiêu tiền một cân? 100.000 một cân. 10.000 một cân bán không? Không. Không thì thôi. Chị có nhãn 10.000 một cân này này. Nhãn 10.000 một cân hả? Đấy, mua đi, 10.000 một cân. 5.000 hả? Ừ. Mua tất chỗ này đi để cho ta. 5.000 một tiền bán không hả? Đây, bán tất cả rổ. Rồi bán cho cháu một cân. Bán cho cả rổ thân mà. Đấy. Cái rổ này bao nhiêu tiền hả? 50.000 cả rổ. Bao nhiêu đấy? 50.000 cả rổ bơm chống nắng à? Ta mang. Không, bà cân lên, không. Nhớ đâu không được một yến thì sao? À, bà cứ cân, cân lên cho ăn chắc. Có tiền không? Cháu trả tu mù cho này 20. Rồi thương. Lúc mà tối đi, lúc cả lá, chơi luôn. Cả lá? Được luôn. Tiền không? Không bán cho cháu cái đâu nhá. Tiền này rửa đi là được. Không, không, vừa lấy tiền đẹp tôi nói. Quất chạy ra này. Bảo cái thằng đại ca giả tiền đẹp cho tôi lấy. Không, thế cháu không chơi. 20 cho cả tài, lúc nào về đi chia cho con đâu được. Rồi. Bà, lúc nào hộ cháu? Không có tiền trả lại, đứt cho nó cái. Không có cả lại cho nó về. Không có tiền trả lại hả? Tao mà cả ghê thế. Ai giả nhá. Chắc nhìn giả cái gì nữa. Cháu giả luôn. Không có mắt đại ca mà cháu chơi được. Bà đi đổi tiền. Đổi 100, đổi 100. Đổi 100, đổi 100. Nhất bản lắm. Hai chữ đi. Lửa ở đây. Chữ đi bán cho 2.000. Ôi, ở đây. Bắt đầu đi đâu? Em có tiền mà. Ai mà đưa tiền bẩn thì cái cầm nào được? Bà đi đổi đấy. Tiền. Bà mua ấy, bà bán nhãn, bà đi đổi đi. Bà đi đổi đi. Bà đổi đi. Ôi, không, bà này... Bà đổi đi. Bán trứng mà nhiều tiền lắm, phải bà đổi. Thôi. Bán đấy của bà ấy. Có đây mà không có. Thế hôm nay bọn mày lên phơi mày phải giả tao 2.000 nữa nhớ chưa? Xong mày để tiền vào cái túi bóng ấy cho nó đỡ bẩn. Để vào đây. Không, cho giả tiền của cháu vào cái túi bóng ấy. Tiền vào đây. Rồi. Tao đang trêu mày mà tao đang không có tiền thật mà. Đủ. Nhá, cái tao mượn 20.000 nhá kia. Được mấy rồi? 6 7 hết tiền rồi. Còn không. Có nào không có. Rồi, để vào cái túi bóng cho cháu, cháu cầm. Mày đổ tiền bẩn, mày lấy tiền sạch mình khô. Tí về trả tao 2.000 thế cho. Cháu cho luôn 1.000. 1.000 à? 1.000 lấy luôn. Ok. Bởi vì nó đảm bảo nó phải cho 1.000 tao lấy luôn. Ok. Cắt trăng nào to nhất. Nào, đây cho cháu. Im mà tao buộc cho. Không phải buộc đâu, cháu lần nào cháu không trả người ta mà. Này. Bẩn như mất tay. Vừa xem em gì mà rồi. Buộc không? Đó. Buộc không? Không cần, cháu chẳng cần. Bà bán dưa chuột không bà? Có. Bao nhiêu tiền một cân? Dưa chuột của bà? À, 15.000 hả? Cháu mua một yến nhưng mà 5.000 một cân phải không? Thế thì 10.000. 10.000 thôi. Bán 15 thì lấy cô lấy 13. Thế thì 11.000. Bán 15 lấy cháu 13.000. Ôi dồi. Bớt 2.000. Bớt 20.000 một yến rồi này. Một yến là bớt cho 20.000 á. Một yến là 20.000 một yến. Một yến là 130.000. Một yến là 130.000. Thế là 150.000 cô bớt cho 20.000 là lấy 130.000. À, 130.000 cháu ơi. Cháu lấy 5 cân thì thành à 65.000 bà bớt cho 15.000 là thành còn 50.000. Bớt thế nào, bớt thế thì bớt là có 13 tiền con. Nhỏ 13 tiền giỏi nhá. 13.000 đi bà. Thế thì bán cho cháu 2 cân. 2 cân à? Nhập 2 cân bao nhiêu tiền? 2 cân có 26.000 thôi. Trời, chát đất rồi mới kia. 26.000 á cô? 25.000 thôi. Có lấy thật không để cô nhập 2 cân? Thật mà, 25.000 mà.
được. Được. Quần thẳng đẹp nhá. Muốn nhặt quần to ấy. To à? Hai quần khuyến mại một cân cũng được. Ơi, trời ơi, trời ơi. Hai cân rưỡi tính tiền hai cân. Đúng rồi, đây bà thêm một cân này đưa đây cha. Ủa, lấy ba cân đi. Không, cháu chỉ mua hai cân rồi. Hai cân à? Hai cân rồi. Đây hai cân rưỡi này. Hai cân rưỡi tặng cháu rưỡi. Hai cân rưỡi tươi thừa đấy. Hai cân rưỡi này. 25.000 ạ. Hai cân 25.000, còn lửa cân 7.000 nữa. 33.000. Thế là 30.000. 80 thôi. Đây, 33.000 đây. Rồi. Ông có 6 không nhỉ? Nào, đây, đây. Đến mạng tiền cho cháu đã. Đang bán 6 kia. 33.000 à? Vâng. Có. Ôi, tiền này tiền kia thôi, cô trả lại cho cháu nhá. Vâng. Thế là cháu còn bao nhiêu tiền đây, bà đếm của cháu ơi. Đây, bà chứng có giảm bao nhiêu của cháu không biết. Cái cô chỉ cần cặp của cháu 50.000 thì là 33.000 giờ là 67.000 chưa? 20. Ui, không bán được. Cô tính đúng là như là 25.000. Cô lấy của cô cháu 50.000 thì cô giảm cho 17.000. Vâng, thế để vào đây của cháu. Đây, bà chứng có giảm bao nhiêu không biết. Đi mua cho nhân dân đất hàng cái nào không biết. Để vào đây của cháu ơi. Đưa chuột ở trong hả? Có tiền đưa đây, con chưa chuột ở cháu. Cô không hay cặp này thôi. Cháu còn. Cô tưởng đây ngoài sao. Không, cháu không ăn được cà pháo đâu. Cà pháo pháo đâu. Ăn cơm rồi. Ai rồi nhỉ? Đi trái đi. Anh đang về lâu của măng à? Không phải cháu không có măng nhá. Mày đắp bùn vào để mày lấy tiền. Cháu không đủ tiền mua mít đâu. Mày nhiều tiền nhất. Thế mít 5.000 thôi. Bao nhiêu tiền một cân hạt sen hả? Bao nhiêu tiền một cân hạt sen? 33.000 á? Đặt lớp. Cháu mua 10 hạt được bao nhiêu tiền? 2.000 đất đây. 2.000 còn đan, còn bao nhiêu? Thế thì 200 hạt là gì đó? 200 hạt á? Thế 2 triệu. Cho luôn. Ôi, cháu khẳng mua rồi. Con này nơi. Ok.
đấy. Ôi trời, cháu là gâu, gâu quả. Nào. Hai này 15 nghìn rồi đây. Thế cho mày bao nhiêu tiền nước tắt đây? Không, chỗ này nhiều tiền lắm. Nhiều à? Trông có toàn tờ 5 nghìn rồi bao nhiêu? Không, nhiều đấy. Không. Cháu là gì đâu? Được không? Ừ. Cháu có tải ở đâu? Nát hết rồi. Chồng thế không biết mà cả nhở? Ây. Ây. Cháu mất tiền dính hết đấy. Không tiêu đâu. Cháu núp kia. Thế em nhá. Một nửa nải này. Một nửa nải đấy. Sao mang tắm bùn à? Một nải to này. Sao này ít thế? Sao này bảo là thế? Một nải bé nữa này. Mà giả rẻ đấy. Ôi, chuối này nó không ngon mới đâu. Chuối này ăn vào là lớn luôn ấy. Ui, nặng thế. Ở đây phải luôn. Ở đây kiểu gì mà lại cao rồi. Rồi. Nhưng mà ở đâu nữa nhỉ? Xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé.
Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.